Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga Ukraina sớm ngày 15 tháng 11. Nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Khi tại mặt trận miền Đông, quân đội Nga đang bước những bước cuối cùng đến việc kiểm soát thành phố chiến lược Kudakhov sau khi các lực lượng Ukraina tại đây buông súng trong nguy cơ bị bao vây tiêu diệt hoàn toàn. Còn tại Kursk, quân đội Nga cũng đã bất ngờ tập hậu phía nam Suza, tạo thế bao vây toàn khu vực. Tại mặt trận miền Nam, quân đội Nga cũng chiếm giữ ripnobin hình thành thế bao vây Velika Novosinka. Quân Ukraine buông súng, từ bỏ Kurakhov. Kênh Ridovka cho biết, quân đội Nga đã chiếm phần phía đông Kurakhov và nhóm đồn trú của quân Ukraine AFU đang chuẩn bị rút lui khỏi thành phố. Cụ thể, lực lượng Kiev đã bắt đầu rút khỏi túi lửa Kurakhov và đang trên bờ vực sụp đổ ở khu định cư Danie. Chỉ trừ trường hợp quân đội Nga chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực đông dân cư, thì nhóm quân Ukraine mới có cơ hội rút lui khỏi vòng vây giữa Danie và một chuỗi làng dọc sông Sukhyejali. Quân đội Ukraine đang cố gắng cứu lữ đoàn dù độc lập số 79 đang rút từng phần khỏi vị trí và rút chạy về hướng Dnose. Đơn vị này rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Lực lượng Moscow đang phát triển hơn nữa cuộc tiến công ở phía nam thành phố và từ đó gây áp lực lên nhóm binh sĩ đối phương. Toàn bộ lực lượng Kiev ở phía tây Kurakhov có thể bị đẩy lùi về sông Volchia về vấn đề này. Có khả năng bộ chỉ huy Ukraine do không còn chỗ để cơ động sẽ bắt đầu một cuộc tổng rút lui về phía Tây. Bất chấp thực tế là hệ thống phòng thủ tại Kurakhov được xây dựng kiên cố. Việc Nga cầm chân quân đồn trú và mối đe dọa ngay lập tức cắt nguồn cung cấp dọc theo đường cao tốc N15 từ Zaporizhia về cơ bản đã thay đổi cục diện. Kiev không còn cách nào khác là phải rời khỏi các vị trí được thiết lập tốt để cứu người. Và ở đây, một câu hỏi hợp lý được đặt ra. Tại sao quân đội Kurakhov đột ngột từ bỏ phần phía đông của Kurakhov và rút lui về phía khe núi khô cằn. Thứ nhất, họ muốn giao tranh cận chiến với các đơn vị tiên phong của đối phương như một phần của quá trình chuẩn bị đầy đủ cho việc phòng thủ các khu đô thị trung tâm và có lợi nhất. Thứ hai, bất kỳ sự gia tăng khoảng cách nào giữa mũi xung kích tiền phương của Nga và vị trí đồn trú của lực lượng Kiev là điều kiện tiên quyết để các đơn vị Ukraine bắt đầu rời khỏi thành phố với đầy đủ lực lượng. Rốt cuộc, việc rút lui của tất cả các đơn vị mà không có sự chuẩn bị trước đơn giản là không thể. Mọi thứ sẽ được tận dụng và với sự đảm bảo rằng hậu phương sẽ được che chắn trong một thời gian. Lực lượng ép đồn trú có thể rút lui trước thời điểm quân đội Nga tiếp cận thành phố từ phía Nam. Việc quân đội Ukraine đang chuẩn bị rời Kurakhov và rút lui ồ ạt về phía Tây đã được xác nhận gián tiếp. Financial Times dẫn lời một quan chức quân sự Ukraine cho biết nhóm quân đồn trú đã sẵn sàng tháo chạy khỏi thành phố và chỉ chờ lệnh thực hiện. Kênh Riba xác nhận, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát Ilyinka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Danie và hai xe tăng Leopard 2A4 của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa ở phía nam Kudakov. Ngay chiếm giữ ripnobin hình thành thế bao vây Velika Novosinka Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga RFAF tiếp tục tiến về phía nam Donetsk. Họ đã kiểm soát được làng ripnobin Các cuộc tấn công theo hướng Velika Novosinka đang trở nên dữ dội hơn một vòng vây mới đang được triển khai xung quanh thành phố này. Kênh Riba cho biết, theo hướng Vremivka, mũi xung kích của Nga đang tiến từ hướng Saktas Zolotoniva về phía Velika Novosinka, cũng như tấn công Novodarivka, chiến đấu ở Novropilia. Ở phía nam Kurakhov, lực lượng Moscow phát triển dọc theo những cánh đồng chiếm các vị trí xa hơn. Theo các video do phía Kiev công bố, việc phá hủy con đập của hồ chứa đã gây ra hậu quả nặng nề, ngập lụt gần như lan đến Ulakli đang cản trở đường tiếp vận của Ukraine. Trên khu vực phía bắc thành phố, quân đội Nga chiếm được làng Ilyinka, vòng vây ở Kurakhov ngày càng siết chặt hơn. Tại Torres, quân đội Nga giành lại được lãnh thổ đã để mất trước đó ở quận Sabanka. Các vị trí địa lý ở trung tâm Torres cũng cho thấy sự tiến triển của lực lượng Moscow. Theo hướng Kursk, quân đội Nga gia tăng cường độ tấn công và đạt được thành công. Pliokhov đã bị chiếm, nhưng họ cũng đã chinh phục được các khu vực rộng lớn dọc theo các khu rừng ở phía bắc, lực lượng Moscow hiện đã tiến gần đến Suza. Cũng ở phía Bắc, các địa điểm địa lý cho thấy sự tiến triển của binh sĩ Nga dọc theo các cánh đồng và khu rừng, cũng như ở làng Novaya Sorochina, nơi mà họ mới chiếm lại. Kuzka, Nga thọc sườn Ukraine ở phía nam quận Suza. Theo kênh Riba, trên hướng Kuzka, lực lượng Moscow đột kích thọc sườn quân đội Ukraine ở phía đông quận Suza. Các cuộc đụng độ chính đang diễn ra ở khu vực Blekovo, nơi quân đội Ukraine vẫn hiện diện dài rác ở vùng ngoại ô phía đông. Về phía tây bắc, các cuộc đụng độ dữ dội vẫn tiếp diễn trong làng Novea Soruchina. Các nỗ lực củng cố khu định cư của quân đội Nga đã được quan sát thấy. Điều này liên quan đến những khó khăn do các cuộc tập kích của máy bay không người lái FPV và pháo binh Ukraine. Sau khi đạt được đột phá ban đầu, tốc độ tiền quân của Nga đã chậm lại phần nào do những nỗ lực phát triển từ hướng Novoi và Novka về phía tây nam để tới Leonidovo không thành công. Sau đó, cảnh quay cũng xuất hiện trực tuyến về các cuộc đột kích của lực lượng Moscow tại ngã ba quận Kurenevo và Suza, phía đông Kerimianoze, hướng về Nova Sorochina dọc theo đường Voronok. Có lẽ sự kiện này đã xảy ra đồng thời trong những ngày gần đây với cuộc tiến công dữ dội từ phía nam theo hướng Olianki. Hiện tại, kết quả của trận chiến vẫn chưa được biết, nhưng các cuộc tiến công đang diễn ra ở khu vực này cho thấy ít nhất một phần vành đai dương đông nam Kerimianoze đang bị quân đội Nga chiếm giữ. Cũng tại Kursk, một UAV Nga đã hạ gục một xe tăng Challenger 2 khác của Ukraine do Anh cung cấp. Địa điểm chính xác của vụ việc vẫn chưa được biết. Đồng thời, các cuộc tập kích bằng hỏa lực với sự tham gia của tên lửa đạn đạo và UAV Giran đã phá hủy nhiều mục tiêu quân đội Ukraine ở vùng Sumy. Nhiều vụ nổ được ghi nhận trong suốt cả ngày. Tại khu rừng phía bắc Ivonzaskoze, nơi tập trung quân đội Ukraine lại bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo Iskander. Ngay sau các cuộc không kích, chính quyền Ukraine đã thông báo cần phải hiến máu, nghĩa là có rất nhiều binh sĩ bị thương. Kênh Suri Map cho biết, lực lượng Moscow đạt được nhiều tiến bộ gần Darino, Ninikalin cũng như trong làng Plekhovo và khu vực lân cận. Tại quận Korenevsky, quân đội Nga đã chiếm lại phần phía đông của Vanovka và tiến đến Leonidovo lân cận. Ở quận Suzansky trong 48 giờ qua, lực lượng Moscow có những bước tiến đáng kể về phía Tây Buki, giành quyền kiểm soát một loạt vị trí dọc theo sông Pesen và chiếm lại 75% diện tích Plekhovo. Nga chuẩn bị phát động chiến dịch Zaporizhzhia Theo kênh Suriyak Map, việc tập trung quân ở Zaporizhzhia dường như chỉ ra rằng bộ chỉ huy Nga có thể bắt đầu một cuộc tấn công mùa đông ở vùng này. Trong trường hợp xảy ra một chiến dịch như vậy, sẽ có một loạt các cuộc đột phá dọc theo nhiều trục khác nhau, tiến đến các thành phố quan trọng Orekhov và Huliapole nhiều khả năng sẽ có những cuộc tiến công dần dần về phía hai thành phố này. Tuyến phòng thủ khổng lồ do lực lượng Kiev xây dựng sẽ ngăn cản một cuộc tiến công đáng kể ở đây. Ngoài ra, quân đội Nga sẽ phải chịu sự bào mòn đáng kể trong các nỗ lực đột phá qua tuyến phòng thủ này, rất giống với những gì đã xảy ra với quân đội Ukraine vào mùa hè năm 2023. Có một phần của mặt trận này nơi chúng ta có thể quan sát thấy sự sụp đổ của tuyến phòng thủ Kiev, đó là biên giới giữa Donetsk và Zaporizhia. Trước đó đã đề cập rằng, việc chiếm được Velika Novosinka sẽ cho phép lực lượng Moscow tiến vào vùng Dnipropetrov, một thực tế mà chúng ta sẽ chứng kiến vào năm 2025. Tuy nhiên, việc tiến vào vùng này sẽ có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa, đó là sự xuất hiện của quân Nga ở phía sau tuyến phòng thủ của Ukraine và từ đó tiến về phía Dnieper. Bộ chỉ huy Ukraine nhận thức được mối nguy hiểm này và đang xây dựng các tuyến phòng thủ vuông góc để ngăn chặn sự tiến công trong tương lai của đối phương, bất kể có cuộc tấn công ở Zaporizhia hay không. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine giao tranh ác liệt nhất ở Kurakhov. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 13 tháng 11 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ghi nhận 151 cuộc giao tranh ác liệt, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở Kurakhov theo hướng Pokerok. Báo cáo có đoạn, kể từ đầu ngày đã diễn ra 151 cuộc giao tranh ác liệt, Nga tiến hành 70 cuộc không kích sử dụng 115 bom KAB, 787 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử và gần 3859 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội Ukraine đã đẩy lùi hầu hết nỗ lực xung phong của đối phương ở Kharkov, Kubian, Liman, Kramato, Torres, Vremovsky và Odekhov. Theo hướng Pokrov và Kurakhov, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi lần lượt 36 và 40 cuộc đột kích của đối phương. Deep State, Nga chiếm Ilyinka và tiến vào Kubian. Dạng sáng ngày 14 tháng 11, kênh Deep State đã báo cáo những bước tiến thành công mới của lực lượng Moscow ở miền đông Ukraine. Cụ thể là đối phương đã chiếm được Ilyinka và tiến vào Kubian ở khu vực Kharkov. Báo cáo viết, hai đoàn xe cơ giới của đối phương đã di chuyển từ khu vực liman Pervi đến Kubian theo đường cao tốc dẫn tới Svatovo. Đoàn đầu tiên gồm hai xe MTLB, một xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng. Còn đoàn thứ hai thì không rõ thành phần chính xác vì chúng di chuyển lúc trời đã tối. Một ngày trước đó, quân đội Nga đã cố gắng đột phá qua hàng phòng ngự của Kiev theo hướng Kubian trong bốn đợt. Một số binh sĩ Nga mặc quân phục giả dạng lính Ukraine. Tổng cộng, đối phương đã sử dụng khoảng 15 xe cơ giới. Nga dàn trận đánh lớn, bóc nghẹt lính Ukraine kiệt sức ở Kursk. Máy bay chiến đấu đa năng su 35 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống các máy bay ném bom chiến đấu tại các khu vực biên giới ở Kursk. Máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 được Su-35S hộ tống đã cất cánh ném bom vào cứ điểm và khu vực tập trung binh lực của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 13 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi công máy bay chiến thuật của Nga thực hiện các cuộc tấn công vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch xóa sổ lực lượng Ukraine ở Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày 13 tháng 11, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của Ukraine vào các khu định cư Alexandrika, Ninikalin, Novaya Sorochina và Novoivanovka. Nhóm tác chiến tiếp tục tấn công, đánh bại các đơn vị của Ukraine tại các khu định cư Darino, Leonidovo, Malea Loknia, Nikolaevo Darino và Novoivanovka. Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga đã tấn công các khu vực tập trung quân và thiết bị của Ukraine tại Kursk, cũng như tại tỉnh Sumy, giáp biên giới Nga. Hãng tin TASS Nga dẫn lời sĩ quan cấp cao của đơn vị biệt kích Kluny thuộc quân đoàn tình nguyện quân đội Nga cho biết, tình hình ở khu vực Suza thuộc vùng Kursk cho thấy lực lượng Ukraina đang bị kiệt sức và kém năng động hơn trước. Sĩ quan này nói thêm rằng, quân đội Ukraina chủ yếu sử dụng máy bay không người lái Babazaga để tấn công các vị trí của Nga bằng đạn hơi cay, lựu đạn và mìn vào ban đêm. Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk hôm 6 tháng 8, Kiev đã mất hơn 32.150 quân, 202 xe tăng, 134 xe chiến đấu bộ binh, 112 xe bọc thép chở quân, 1146 xe chiến đấu bọc thép, 907 xe cơ giới, 274 khẩu pháo và 40 hệ thống pháo phóng loạt MLRS, bao gồm 11 hệ thống HIMA và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. Báo Telegraph của Anh dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Anh ngày 12 tháng 11 cho biết Nga có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử UAV vào các vị trí của Ukraine trong những ngày tới, sử dụng các địa điểm phòng mới gần biên giới. Theo nguồn tin này, Nga đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ đến Kursk, chuẩn bị cho kế hoạch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi khu vực này trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Khi lo ngại về sự leo thang trong cuộc chiến ngày càng tăng, các đồng minh NATO cho rằng Nga sẽ chạy đua với thời gian, cố gắng giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ đã mất vào tay Ukraine trước lễ nhậm chức của ông Trump. Thủ tướng Apti Aloudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang nga, kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát. Theo ông Aloudinov, các cuộc tấn công của nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Qua về xa hết của nga lại tập kích Ukraine. Không quân Ukraine thông báo, tối ngày 13 tháng 11, Moscow lại phóng UAV tấn công vào Ukraine. Vào lúc 21 giờ 58 phút, báo động phòng không được ban bố do phát hiện các UAV tấn công từ khu vực Kursk đang di chuyển theo hướng vùng Poltava tiến về phía nam. Sau đó từ 22 giờ 58 phút đến 23 giờ 55 phút, UAV Nga được ghi nhận ở Sumy, Poltava, Chernihiv và Kiev. Sau nửa đêm, nhiều nhóm UAV khác tiếp tục hoạt động ở những khu vực này. Nga mở đợt tấn công phối hợp phức tạp vào Kiev sau gần 3 tháng. Ngay từ sáng ngày 13 tháng 11, tiếng còi báo động vang lên trong nhiều giờ trên khắp thủ đô Kiev khi lực lượng phòng thủ của Ukraine tham gia đánh chặn nhiều quả đạn pháo từ phía Nga. Lực lượng vũ trang Nga thực hiện cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Kiev, đánh dấu cuộc tập kích đầu tiên theo kiểu này sau 73 ngày. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev của Ukraine cho biết, ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev cho biết, các nhóm phòng thủ đã đánh chặn thành công một số tên lửa hành trình và đạn đạo cùng với hàng chục máy bay không người lái, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, các lực lượng Nga đã khai hỏa tổng cộng 96 vũ khí các loại nhằm vào lãnh thổ nước này, gồm hai tên lửa phòng không S-300 hoán cải, hai tên lửa hành trình KH-101, hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng 90 máy bay không người lái tự sát. Giới chức thủ đô Kiev cho biết, Cảnh báo phòng không được ban hành lúc 6 giờ 30 phút do mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa hành trình KH-101. Khi những quả đạn này tấn công vùng trời Kiev, phía Nga tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo. Đòn tấn công kéo dài hơn 2 giờ. Cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Kiev lần này đánh dấu sự leo thang trong chiến thuật của Moscow khi nhắm vào thủ đô của Ukraine bằng sự kết hợp tình vi của các loại vũ khí được thiết kế để thách thức hệ thống phòng không của Ukraine và tăng tốc phá hủy trên khắp các địa điểm khu vực xung quanh Kiev vẫn đang được giám sát chặt chẽ, trong khi các quan chức và nhóm ứng phó khẩn cấp tiếp tục đánh giá thiệt hại. Các hệ thống phòng thủ của Ukraine phần lớn đã chống chọi được với các cuộc tấn công trên không, nhưng các quan chức cảnh báo rằng sự kết hợp liên tục của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái có thể khiến cơ sở hạ tầng của thành phố gặp rủi ro. Các cuộc giao tranh đang diễn ra làm tăng thêm gánh nặng cho hệ thống phòng không của Kiev, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khu vực đô thị và cơ sở hạ tầng thiết yếu để ứng phó với cuộc tấn công mới nhất và trước tình hình pháo kích liên tục của Nga. Chính quyền Kiev đã áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng điện vào ban ngày, cụ thể là đối với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng mất điện liên tục do Nga nhắm mục tiêu vào mạng lưới điện, một cách tiếp cận nhằm phá vỡ các hoạt động công nghiệp và quân sự. Nga phản hồi đề xuất đóng băng xung đột, ngừng bắn với Ukraine. Ngoại trưởng Nga cảnh báo việc đóng băng xung đột dọc theo đường ranh giới giao tranh hiện tại ở Ukraine sẽ tệ hơn so với thỏa thuận Minsk. Một số người hiện đã bắt đầu nhìn nhận tình hình Ukraine một cách tỉnh táo hơn và nói rằng những gì đã mất không thể lấy lại được, vì vậy hãy đóng băng chúng bằng cách nào đó. Dù sao đi nữa, đây là những gì được đề xuất bởi những người muốn thay đổi lập trường của họ một cách triệt để và muốn chấm dứt chiến tranh. Tất cả họ đều nói rằng, hãy ngừng bắn dọc theo giới tuyến giao tranh trong 10 năm và sau đó chúng ta sẽ chờ xem. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh truyền hình Rossiya 1 hôm 13 tháng 11. Theo ông Lavrov, điều này giống như các thỏa thuận Minsk nhưng trong một hình thức mới, thậm chí còn tệ hơn. Thỏa thuận Minsk được các nước thuộc bộ tứ Normandy, gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức đồng thuận tại thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2015, nhằm mục tiêu khép lại cuộc xung đột tại miền đông Ukraine giữa chính phủ Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại Donbass. Thỏa thuận có những nội dung cụ thể như quân đội Ukraine và phe đối lập ở Donetsk và Lugan nhất trí ngừng bắn. Các chiến binh nước ngoài phải rời khỏi Ukraine, phóng thích tù nhân. Donetsk và Lugan phải tiến hành bầu cử lại. Ukraine sẽ phải thay đổi hiến pháp để trao thêm nhiều quyền hơn nữa cho các vùng thuộc miền đông nước này và khôi phục mọi hoạt động kinh tế tại miền đông. Tuy nhiên, trên thực tế, thỏa thuận này không được triển khai một cách đầy đủ, khiến giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong những năm qua. Mặc dù trước đó, nhiều chuyên gia nhận định thỏa thuận Minsk có thể sẽ giúp định đoạt cục diện căng thẳng biên giới Ukraine. Phương Tây chấp nhận thực tế Ukraine có thể phải nhượng lãnh thổ. Báo Washington Post ngày 13 tháng 11 đưa tin, các thành viên NATO ở châu Âu ngày càng tin vào một kịch bản kết thúc xung đột Nga-Ukraine với các nhượng bộ về lãnh thổ của Kiev. Theo Washington Post, một số quốc gia châu Âu đang ghi nhận sự thay đổi âm thầm nhưng ngày càng tăng hướng tới một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong đó Nga kiểm soát một số vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, đồng thời trao cho Kiev một số hình thức bảo đảm an ninh. Washington Post cho biết, các cuộc thảo luận kín đã diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến trường ảm đạm đối với Ukraine và viễn cảnh nguồn tài trợ của Mỹ cạn kiệt khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Washington Post dẫn nguồn tin từ 10 nhà ngoại giao EU và NATO cho biết, mặc dù các tuyên bố công khai ủng hộ Kiev vẫn được đưa ra, nhưng một số quốc gia đang tìm cách đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình một trong những ý tưởng được cho là đang được đưa ra là cho phép Nga giữ lại các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát, trong khi Ukraine sẽ tiếp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây hoặc các đảm bảo an ninh khác nhưng không phải là tư cách thành viên NATO. Chắc chắn không còn là điều gì đó cực đoan nữa, một quan chức phương Tây giấu tên nói với báo Mỹ, trong khi một quan chức cấp cao của NATO cho biết những người đưa ra các đề xuất đổi lãnh thổ lấy hòa bình như vậy không còn bị coi là thiếu thực tế như trước đây. Theo Washington Post, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang gấp rút cung cấp nhiều viện trợ quân sự nhất có thể cho Ukraine trước khi ông Trump nhậm chức. Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Brussels vào ngày 13 tháng 11 để thảo luận về chiến lược với các quan chức cấp cao của NATO, EU và Ukraine. Moscow đã nêu ra các điều khoản cho việc chấm dứt chiến sự vào đầu năm nay, trong đó có việc Ukraine rút khỏi tất cả các khu vực đã bỏ phiếu sắp nhập vào Nga, phi phát xít hóa, phi quân sự hóa cũng như trung lập về quân sự và chính trị vĩnh viễn phương Tây chấp nhận thực tế Ukraine. Thất bại của Ukraine trên chiến trường và kết quả bầu cử Mỹ dường như khiến phương Tây chấp nhận thực tế Kiev có thể phải nhượng bộ Nga về lãnh thổ để chấm dứt xung đột. Theo báo Washington Post, các thành viên châu Âu của NATO ngày càng tin tưởng vào một kết thúc thương lượng cho cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ liên quan đến việc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ mặc dù Ukraine đến nay vẫn phản đối. Một số quốc gia châu Âu đang trải qua một sự thay đổi thầm lặng nhưng ngày càng tăng hướng tới một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Theo đó, Nga sẽ kiểm soát một số lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, đồng thời phương Tây sẽ đưa ra cho Kiev một số cam kết an ninh. Theo nguồn tin này, các cuộc tranh luận kín của phương Tây được thúc đẩy bởi tình hình chiến trường ảm đạm đối với Ukraine và viễn cảnh nguồn tài trợ của Mỹ cạn kiệt khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 tới. Trong khi công khai tuyên bố tiếp tục ủng hộ Ukraine, một số quốc gia cũng âm thầm tìm cách đặt nền móng cho các cuộc đàm phán hòa bình Washington dẫn lời các nhà ngoại giao EU và NATO cho hay. Một trong những ý tưởng được đưa ra là để Nga giữ các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát, trong khi Ukraine sẽ nhận được lực lượng gìn giữ hòa bình của phương Tây hoặc các đảm bảo an ninh khác nhưng không được gia nhập NATO. Thách thức lớn nhất đối với phương Tây là điều hướng thông điệp công khai như thế nào về các cuộc đàm phán sau gần 3 năm đổ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine với lập luận về mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu. Bà Camille Gren một quan chức của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu, chia sẻ với Washington Post rằng giữa các thành viên NATO có 50 sắc thái khác nhau về thỏa thuận hòa bình Ukraine sẽ như thế nào. Họ cũng không thể đoán biết được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất điều gì sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 tới. Ông Trump từ lâu phản đối đổ hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ sau khi đắc cử trước viễn cảnh chính quyền mới sẽ tìm cách buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với vị thế yếu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang gấp rút viện trợ cho Kiev trong những tuần tài nhiệm cuối cùng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua đã tới Brussels để thảo luận chiến lược với các quan chức cấp cao của NATO, EU và Ukraine. Một ngày trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không được quyết định gì về Ukraine mà không có người Ukraine, cũng như về châu Âu mà không có người châu Âu. Đến nay, cả Nga và Ukraine đều để ngỏ đàm phán để chấm dứt xung đột, song lại không thể chấp nhận điều kiện của đối phương. Moscow nêu rõ sẽ chấm dứt xung đột nếu Kiev công nhận các vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào Nga, cam kết trung lập. Trong khi đó, Kiev tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ. Mỹ có thể không chuyển kịp 9 tỷ đô la Mỹ vũ khí đã hứa cho Ukraine chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với thời gian ngày càng ngắn để chuyển hết 9 tỷ đô la Mỹ vũ khí viện trợ cho Ukraine trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 năm sau. Theo Defense Express, một khoản ngân sách đáng kể vẫn chưa được chi trong khuôn khổ các gói viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024. Cụ thể, khoản tiền 9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 7,1 tỷ đô la Mỹ chưa được sử dụng theo chương trình quyền rút vốn của Tổng thống PDA và 2,2 tỷ đô la Mỹ khác còn lại trong sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI, theo người phát ngôn lầu năm góc Matt Ryder. Một câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể phân bổ các khoản tiền này trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 hay không? Tới nay, Mỹ đã giao 83% lượng đạn pháo 155mm, tên lửa GMLRS và tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot và NASAM đã được giao theo cam kết. Với các loại tên lửa khác, tỷ lệ này thấp hơn, như tên lửa Stinger và MIM-23 Hawk, 67% và bom lượn SDB 60%. Ngoài ra, ông Ryder thừa nhận rằng một số vũ khí được chuyển giao cần được tân trang trước khi vận chuyển, điều này khiến thời gian bàn giao càng kéo dài. Ông đảm bảo rằng Mỹ vẫn cam kết trang bị cho Ukraine đối phó Nga. Tuy nhiên, thời gian cho chính quyền ông Biden đang dần cạn khi tới ngày 19 tháng 1 năm 2025, tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nhậm chức. Ông Trump là người từng chỉ trích các khoản viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine và chủ trương sẽ tìm ra giải pháp ngoại giao cho xung đột. Giới quan sát cảnh báo rằng, việc ông Trump nhậm chức có thể khiến cho các luồng viện trợ quân sự của Mỹ giảm hoặc gián đoạn hoặc có thể bị hạn chế về chủng loại. Vũ khí viện trợ từ quỹ USAID, bao gồm các hợp đồng với các nhà sản xuất Mỹ, sẽ chỉ được bàn giao sau 1 đến 2 năm, vì đây là vũ khí sản xuất mới. Do đó, nguồn vũ khí này gần như không thể kịp bàn giao cho Ukraine trước đầu năm sau. Ngược lại, quỹ PDA được phân bổ để chuyển ngay vũ khí từ các kho dự trữ hiện có của Lầu Năm Góc. Vì vậy, đây là nguồn cấp vũ khí nhanh hơn, nhưng cũng đối mặt với nhiều thủ tục khác nhau nên thời gian phân bổ cũng bị kéo dài. Kể từ tháng 4, chỉ có 3,7 tỷ đô la Mỹ quỹ PDA được chi, để lại số dư còn lại là 7,1 tỷ đô la sau khi điều chỉnh từ lỗi kế toán năm 2023. Để đáp ứng mục tiêu năm 2024 của chương trình, Lầu Năm Góc sẽ cần phải tăng gấp đôi tốc độ chi tiêu trong 2 tháng tới. Hồi đầu tuần, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hứa rằng Washington sẽ viện trợ 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trước khi ông Trump nhậm chức. Bộ Ngoại giao Ukraine phủ nhận việc Kiev có thể sản xuất vũ khí hạt nhân. Giờ tham đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Georgi Tikhi đã phủ nhận thông tin được công bố trên phương tiện truyền thông rằng Ukraine có thể tự sản xuất bom hạt nhân nếu Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự. Ông nói, Ukraine cam kết thực hiện hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không sở hữu, không phát triển và không có ý định mua vũ khí hạt nhân. Ukraine hợp tác chặt chẽ với IAEA và hoàn toàn minh bạch với hoạt động giám sát của IAEA. Điều này loại trừ việc sử dụng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự. Trước đó, giờ tham trích dẫn một bản ghi nhớ được cho là chuẩn bị cho bộ quốc phòng Ukraine đã đưa tin rằng Kiev sẽ có thể nhanh chóng tạo ra một vũ khí cơ bản bằng công nghệ tương tự như quả bom Fatman mà người Mỹ thả xuống Nagasaki năm 1945. Giờ tham cũng viết rằng. Kiev không có thời gian để xây dựng và đưa vào hoạt động các cơ sở làm giàu uranium quy mô lớn, sẽ phải sử dụng các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng trong các lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, trong một cuộc trò chuyện với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã thảo luận về nhu cầu Ukraine gia nhập NATO, đồng thời đề cập đến việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân. Báo biên của Đức trích dẫn một quan chức Ukraine giấu tên đã viết rằng, Ukraine có vật liệu và kiến thức để tạo ra vũ khí hạt nhân chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có kiến thức. Nếu có lệnh, chúng tôi chỉ cần vài tuần để tạo ra quả bom đầu tiên. Ông Zelensky sau đó đã phủ nhận việc Ukraine đang chuẩn bị phát triển vũ khí hạt nhân. Đức hứa với Ukraine sẽ chuyển giao hệ thống iris -T thứ 6 vào cuối năm. European Brevda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong đó đặc biệt thảo luận về hỗ trợ thiết bị phòng không. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Scholz đã xác nhận trong cuộc điện đàm rằng hệ thống phòng không Iris-T-6 theo kế hoạch sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc chuyển giao hệ thống phòng không vào năm tới và khả năng Đức sẽ hỗ trợ thêm cho lĩnh vực phòng không, Tổng thống Ukraine lưu ý. Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Sol, ông đã phối hợp các bước để đảm bảo hỗ trợ chính trị và quốc phòng tốt nhất có thể cho Ukraine. Chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì định dạng Ramstein và tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm điều phối Ông Zelensky nói thêm, ông cũng cảm ơn Thủ tướng Sơn vì sự hỗ trợ quốc phòng song phương đáng kể của Đức và vai trò lãnh đạo của Đức trong việc tập hợp các đối tác để hỗ trợ Ukraine. Đổi lại, Văn phòng Thủ tướng Đức báo cáo rằng, người đứng đầu chính phủ Đức đã xác nhận sự đoàn kết kiên định và không lay chuyển của Berlin với Kiev trước sự gây hấn của Nga, đã kéo dài gần 1.000 ngày. Ông đảm bảo rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Bàn lan giàn trận căn cứ tên lửa Mỹ gần Nga Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết căn cứ phòng thủ tên lửa tại Rezhikugo gần Nga không phải để đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Iran mà là để đưa Ba Lan vào vùng ảnh hưởng của Mỹ. Mỹ và Ba Lan ngày 13 tháng 11 đã khai trương căn cứ phòng không mới Agis Azor ở Rezhikugo, miền Bắc Ba Lan, trong bối cảnh Warsaw tìm cách trấn an người dân rằng NATO sẽ đảm bảo an ninh cho họ. Nằm ở thị trấn Rezhikugo gần bờ biển Baltic, căn cứ này bắt đầu được xây dựng từ những năm 2000. Zikogl, chỉ cách vùng đất Kaliningrad của Nga chưa đầy 160 km, nơi Moscowa có sự hiện diện quân sự hùng mạnh nằm giữa các thành viên NATO là Ba Lan và Litva. Phải mất một thời gian, nhưng việc xây dựng căn cứ này chứng tỏ quyết tâm địa chiến lược của Mỹ, liên minh Ba Lan Mỹ rất mạnh, bất kể ai cầm quyền ở Warsaw và Washington. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói trong một video được đăng lên nền tảng mạng xã hội X hôm 12 tháng 11. Ba Lan nói rằng căn cứ trên tượng trưng cho sự vững chắc của Liên minh quân sự Mỹ Ba Lan, bất kể chủ nhân nhà trắng là ai. Phát biểu tại lễ khai trương căn cứ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói: "Đây là căn cứ tên lửa của Mỹ, nơi chứa đựng những bí mật lớn nhất về nước Mỹ và về những thứ mà Mỹ bảo vệ. Điều đó rất quan trọng bởi căn cứ này xây dựng trên đất của chúng ta, đất Ba Lan. Cả thế giới sẽ thấy rõ đây không còn là vùng ảnh hưởng của Nga nữa. Theo quan điểm của Ba Lan, đây là điều quan trọng nhất về mặt chiến lược ông Duda cũng hoàn ngành việc Mỹ hiện có khoảng 10.000 quân đồn trú ở Ba Lan. căn cứ Aegis Aso của Mỹ tại Rzeszow là một phần của lá chắn tên lửa lớn hơn của NATO có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung. các yếu tố quan trọng khác của lá chắn bao gồm một căn cứ Aegis Aso thứ hai ở Rumani, cùng với các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đóng tại cảng Rota của Tây Ban Nha và một radar cảnh báo sớm ở thị trấn Kuresic của thổ Nhĩ Kỳ. các quan chức nga và Belarus cho biết. Họ đang theo dõi chặt chẽ căn cứ NATO và sẽ cân nhắc yếu tố này trong kế hoạch quân sự của họ. Mặc dù NATO khẳng định là chắn này hoàn toàn là để phòng thủ, nhưng Moscow coi đây là mối đe dọa đối với Nga từ năm 2007, khi căn cứ này vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Theo nhà phân tích Marek Szwierczynski từ tổ chức tư vấn Politica Insight, ở một góc độ khác, căn cứ Reykjavik có thể coi là di tích của thời kỳ trước vì nó được thiết kế để đối phó với mối đe dọa từ Iran chứ không phải từ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Lady Słowek Czyniak hôm 11 tháng 11 cho biết phạm vi của lá chắn cần được mở rộng và Warsaw sẽ thảo luận điều này với NATO và Mỹ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk tại Warsaw vào cuối ngày 13 tháng 11. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.